tiền. Mê dại khiến ta điên cuồng, đồng tiền mà quái khiến ta mệt nhoài, chẳng biết ngày mai. Vì tiền mà đôi khi ta đã dối gian lọc lừa, vì tiền mà giờ đây ta đã chuốc lấy niềm đau. Tình yêu đang đến với ta vì ta hay chỉ vì tiền? Mọi người cười vui với ta vì tiền hay vì ta? Đã luôn sâu trong vùng này tội lỗi, có lẽ nào ta đã đánh mất nơi ta. Tiền đâu nào có lỗi, lỗi là chính ta quên đi công ơn mẹ cha. Tiền đâu nào có lỗi, lỗi là chính ta đã đánh rơi ra đi. Tiền đâu nào có lỗi, lỗi là chính ta chẳng biết ai mà nãi bè. Tiền đâu nào có lỗi, lỗi là chính ta. Tao thì thích nói chuyện trực diện với mày hơn là mấy thằng kia. Mày thích tử tế hay khốn nạn? Kiểu gì á thì tao cũng chiều mày hết. Vậy thì hủy bỏ đàm phán. Mày nghĩ tao chỉ có vậy thôi sao? Bao nhiêu tao cũng chiều. Rốt cuộc mày muốn lật kèo đúng không? Đúng đó. Dựa vô mấy thằng này là mày thua chắc rồi. Tốt nhất là nên ký hợp đồng với tao đi. Dự thảo coi được thì ký, không được thì cũng ký vào đây cho tao. Sao có biết tôi là ai không? Ông Thiên, chồng của bà Tám Liên. Tốt, tốt lắm. Coi bộ sao là một bà sơ thích nghệ thuật. Họa sĩ Hồng Bủ từng lớn lên trong cô nhi viện này. Cậu ta là một người họa sĩ có tài. Bữa nào kêu cậu ta qua nhà tôi. Nếu có nhu cầu vẽ tranh, ông phải tự liên lạc. Tôi sẽ cho ông số điện thoại của cậu ấy. Coi bộ sao vẫn dựng dưng. Tôi không hiểu ông muốn nói gì. Bà tự xem đi.
Chú ơi. Kỹ cái đầu của mày. Hey, cầm viết lên đi cưng, ký lẹ rồi nghỉ. Anh Tư, em tìm được cái này. Tụi bay rình mò. Nè, tao đếm từ 1 tới 3. 1 2 3 Ra đi tụi bay. Dạ. Dạ. Mày nuôi cái thứ gì vậy Hùng? Tụi bay qua phục vụ cho anh Tư đi. Nè, dừng lại, dừng lại. Tụi bay đứng đó chờ lệnh tao. Tụi tử thần thối rữa chỉ nghe lời của tao. Chỉ cần tao ra lệnh, tụi nó sẽ làm được nhiều việc lắm. Mày có muốn thưởng thức không Tư Tây? Mày tưởng là mày hù dọa được tao hả? Hôm nay chơi tới đây đủ rồi. Hôm nay tao tha cho mày. Rút đi tụi bay. Chờ đó, tao sẽ quay lại. Lên xe đi, không đáng để liều mạng đâu. Cái thằng người bắt đó là thằng nào vậy? Đó là tất cả những gì tôi biết. Bà nghĩ tôi dễ bị qua mặt lắm hả? Coi như tôi chưa nói gì. Ông có thể làm những điều ông muốn. Bà không sợ tôi sao? Thần đã gửi cho Chúa. Đau đớn hay hạnh phúc đều là do ý Chúa. Còn tụi nhỏ, bà cũng bỏ mặc à? Xã hội này có luật pháp. Làm việc sai quấy, trước sau gì cũng phải trả giá. Giỏi lắm. Tôi sẽ cho bà thấy liền. Dạ sếp. Chuyện gì? Liên Nhi bỏ đi mất rồi. Dạ. Hồi trẻ chắc sẽ đẹp lắm hả? Mày nói đi. Dạ, cụ Quýnh xám ngất xỉu xong cậu bỏ trốn rồi. Nổ lóc. Dạ, ông xám nó đang đi tìm cậu rồi. Mày kêu nó về liền. Dạ. Thank you.
Con nhỏ sao quen quá vậy ta? Bỏ lỡ cơ hội. Bỏ lỡ cơ hội gì? Từ bây giờ muốn đặt con dao lên cổ thần hồn cuộn còn khó hơn trời nữa. Ý ông nói là tôi quá vội vàng đó hả? Anh bị tụi kia làm cho thần hồn nát thần tính. Hùng cuộn đâu phải đứa thích mang cái đầu mình ra để đánh bạc. Sám, mày kể cho tao nghe mọi thứ liên quan tới con gái tao. Cô ấy gọi tôi lên phòng, sau đó bất ngờ đánh mạnh vào gáy tôi. Tôi bất tỉnh. Khi tôi tỉnh dậy thì cô ấy để lại lời nhắn đây. Con đi thực tế, đừng kiếm thì con sẽ về. Con nhỏ này, lúc nào cũng phải khiến ba nó đau đầu mà. Tôi đã cố gắng tìm cổ, nhưng mà cô cắt đuôi tôi. Thằng ngu! Một khi con gái tao muốn biến mất, thì không có đứa nào có thể tìm được. Thôi, mày đi được rồi. Dạ. Ba ơi, uống trà đi, còn mới pha, ngon lắm. Cái gì nữa đây? Đâu có gì đâu. Ba ơi, con muốn mở văn phòng thấp thứ tư á ba. Con nói nghiêm túc chứ? Ừ, hoàn toàn nghiêm túc luôn. Mà ba là người thứ hai mà con thông báo á, còn muốn ba ủng hộ con. Người quan trọng của ba là ai? Ba tự suy luận đi. Ba biết rồi. Con nè. Dạ. Con có tính suy luận, không có nghĩa con sẽ trở thành thám tử. Con cần vốn sống thực tế. Ba đừng lo, nếu muốn á thì con sẽ có. Ba phải tin tưởng cho con gái của ba chứ. Cái con nhỏ này. Thôi ba uống đi. Mình đã nghĩ Tám Liên là người đầu tiên được nó thông báo. Mình đã nhầm. Như vậy càng hay. Alo. Tôi nghe. Tôi biết cách giải quyết rắc rối rồi. Chào. Tôi không có ý nghe lén. Tại cái cửa này không khóa. Tôi cũng không có ý giấu giếm, cho nên tôi để cửa. Anh thú vị hơn vẻ bề ngoài đó. Nè, đang gặp rắc rối hả? Cần tôi giúp gì không? Tôi cũng đang muốn nhờ anh giúp. Vậy mới là bạn tốt chứ. Bạn gái tôi sắp đến. Ông có bạn gái hả? Anh cho cô ở đây được không? Thôi, tưởng chuyện gì với chuyện nhỏ. Rắc rối như ông hả? Tôi cũng muốn hoài à. Cô ấy nguy hiểm hơn anh tưởng đấy. Vậy là em bỏ già ra đi hả? Chỉ là trò chơi thám tử thôi.
con nhỏ này. Làm ơn bớt quậy chút đi, để mọi người còn nhờ. Tất cả là tại anh đó. Ơ, đừng có vu oan giá họa cho anh của mày nha. Anh khai đi, có phải là anh giúp anh đen quá trang không? Tại bà ép anh. Bà cũng bắt anh phải giữ bí mật đúng không? Tại vì bà ép anh. Anh thử nghĩ coi, nếu như mà em tiết lộ chuyện này với ba thì sao? Ê, mày muốn tống tiền anh của mày hả? Tiền á thì em có nhiều lắm. Em chỉ muốn biết là anh đã làm những gì thôi. Thật là tỉ mỉ. Ok, dù sao thì tìm được nó cũng không phải là điều tốt đâu. Nó quá trang thành một thằng tịnh thui nào đó, mà thằng này là giang hồ gốc, từ Bắc chạy vào trong Nam, gây chuyện bị ba tóm được. Ba kể cho anh nghe hả? Làm gì có. Là ông Cang. Nè, hình của nó nè. Trời, chuyện gì vậy? Anh đen đẹp trai của em mà thành ra có đồ quỷ này hả? Lại còn có vết thẹo trên mặt nữa chứ. Em khỏi phải lo, xóa vô tư mà. Anh nói nghe hay ghê á. Phải rồi, anh đâu phải là người chịu đựng đâu. Bộ cái thằng đó quan trọng hơn anh của mày hả? Quan trọng nhất trên đời á. Nó tính đi đâu? Nếu không nói gì nghe, dì sẽ không nhìn mặt con nữa. Con muốn gặp anh Đen. Đen? Thằng Đen thì có liên quan gì? Hay là tụi bây sợ bị cấm cản cho nên nghĩ ra chuyện này đúng không? Gì? Tụi con... Thật là quá lắm. Không ngờ mấy đứa lại lấy oán báo ân như vậy đó. Ông đã nói gì với gì? Sám. Cô muốn giúp tôi và Liên Nhi. Tôi khác quan điểm của cô Liên. Sát thủ cũng là người, cũng có quyền được yêu. Hơn nữa, con mắt nhìn người của tôi cũng rất khá. Không sai, anh có tấm lòng, sống nội tâm, giấu tình cảm sau vẻ ngoài xù xì thô ráp. Những việc sai trái trước đây anh làm đều là do thiên sói sai khiến. Bể ải vô biên, quay đầu là bờ. Chỉ cần anh thật tâm hối cải, tôi sẽ giúp anh đạt được ước nguyện. Cô hứa chứ? Tôi hứa. Chắc chứ? Nếu như sai lời, ba con tôi sẽ không được sống với nhau thêm một ngày nào nữa. Nhưng cô là trẻ một coi kia mà. Ừ, thì tôi từ cô nhi viện ra, nhưng không có nghĩa là ba má tôi đã chết. Tôi vẫn khao khát có một ngày tôi được sống chung với họ. Tôi cũng hứa với cô, từ đây về sau sẽ cứu người và không bao giờ giết người nữa. Quân tử nhất ngôn. Ừ.
nó quá trang thành một thằng tịnh thui nào đó. Mà thằng này là giang hồ gốc, từ Bắc chạy vào trong Nam, gây chuyện bị ba tóm được. Anh phải chịu cực rồi, tội nghiệp anh. Ai vậy? Đừng nghe nhà tôi la lên đó. Buông ra! Buông! Anh làm gì vậy? Buông tôi ra! Buông tôi ra! Tôi bị hại lên! Cô ấy! Anh là cô ấy! Tên đèn chết tiệt này! Vậy mà cũng hù em hả? Anh quá đáng! Quá đáng! Anh có biết là em sợ lắm không? Anh thiệt là quá đáng mà. Sao em nhận ra anh? Sao mà không nhận ra? Đã đóng kịch thì phải đóng cho đạt chứ. Ai đợi hả? Nhát ma người ta mà còn vuốt má nữa. Bao nhiêu vết sần trên tay, trên người anh, em đều biết hết á. Với lại cảm giác rất là dễ chịu. Mà nghĩ lại anh cũng thấy ghét thiệt. Coi nè, tự nhiên đi hủy hoại cái bản mặt của mình chi vậy? Anh làm như vậy để tránh tai mắt kẻ thù. Hay là dạo này anh chạy theo trào lưu của Nhật Bản hả? Em nói vậy là sao? Anh không hiểu. Thì khoái làm mặt xấu. Mặt của anh á đã kinh dị lắm rồi, mà còn đi nhắc ma người ta nữa. Anh làm vậy để tránh tai mắt kẻ thù. Chơi được á. Được cái gì? Thì em thấy vụ này rất là được. Em nhất định phải tham gia. Thiệt không? Không tin thì thôi. Em từ từ. Anh xin lỗi em. Nhưng mà tất nhiên là anh cũng phải lập công. Em muốn anh làm gì? Coi đi. Cái thằng này chân ướt chân ráo vô đây á mà dám đánh trọng thương người của ba em. Ông đang lệnh cho cặp xám đen truy sát hắn. Cũng may cho hắn á là hắn trốn kỹ quá. Người ở vũ trường nên mới phải bỏ xứ vô đây. Thằng này nó háo đá nên nếu nó không lần vô mấy chỗ này, em không phải là con của thiên sói. Có
tìm được chỗ ở của hắn không? Tụi nó không nói anh theo dưới trướng Tư Tây à? Không. Vụ đó em xử lý sao? Mà cũng hên gặp anh ở đây á. Hai đứa mình đúng là có duyên. Có phải là anh thấy em đẹp đến nỗi không nỡ quá trang thành ma nữ không? Ừ. Mà em thấy á, trình độ quá trang của anh đúng là đỉnh nhất rồi. Mà lại có thêm thiên bá. Đúng là số 1. Em nghĩ là chú Tư có nằm mơ cũng không phát hiện ra đâu. Mà sao anh có sẵn mấy cái đồ này để hóa trang cho em vậy? Thì anh biết trước em sẽ tới đây, cho nên chuẩn bị sẵn. Còn cái giọng nói của anh nữa. Bộ anh đóng vai này là phải hú lên giống y chang nãy vậy hả? Không. Hồi nãy anh nhát em cho vui thôi. Ghét nè, ghét nè. Em nên nhớ, Tư Tây nhìn bổ bả, nhưng rất tinh tế. Không dễ lừa hắn, nếu như không chú ý tới từng chi tiết của hắn. Mà lừa xong á, để làm gì? Bữa nay kinh doanh trúng đậm lắm, nhờ loại hàng mới của mày đó. Em hiểu loại này, loại đá đen này cực kỳ công hiệu. Ngay cả mấy thằng chơi hàng trắng á cũng phải chuyển qua, không thèm chấp mấy đứa háo đá. Đại ca, em thấy thằng Tịnh Thui á đâu có chơi đá. Nhìn cái mặt của nó chắc chắn không dính vô cái chất gây nghiện nào. Mày mới nhận ra thiên sói á không đời nào mà chịu để tụi con hắn dính được chuyện giang hồ. Đã vậy con nhỏ còn tới đúng thời điểm, nhạy cảm. Chính vì vậy ta không kể chuyện thằng đó đã theo Tư Tây. Thiên sói muốn thử thách tụi mình đó. Chính miệng hắn đã khẳng định không muốn gây với Tư Tây, cho nên tao đã nghĩ chỉ nhả ra một chút mồi, vừa chứng tỏ bản lĩnh vừa thể hiện vị trí, hắn sẽ hiểu hợp tác với thằng này chỉ có lợi. Bên cạnh đó, thằng này cũng không dễ bị ăn hiếp đâu. Vũ trường chính đích này là tâm huyết cả đời tao. Bất chấp thiên sói bảy lửa hay bất
cứ đứa nào khác cũng không cướp khỏi được tay tao. Đừng nói gì tới cái thằng mập cài chớn như tương tây. Má, cô phải làm thế nào đây? Tin tưởng con cái. Tin như thế nào? Liên Nhi là con gái của Thiên Sói. Cô không phải người khác thì thôi, chắc chắn cô không để ai bắt nạt đâu. Chính vì là con của Thiên Sói nên cô mới lo. Ông có quá nhiều kẻ thù. Cô cũng từng bị đe dọa, cô có sợ không? Với nhiều người, nguy hiểm chính là gia vị của cuộc sống này. Má con cô chính là những người như vậy. Đó là cảm giác của tôi khi lần đầu gặp hai người. Dẫu là từ lần gặp đó cho tới giờ tôi không thể nhớ rõ. Một lúc nào đó cô sẽ kể cho con nghe. Cô đi nghỉ trước đi, con cũng đi nghỉ sớm đi. Liên Nhi gặp chuyện gì hả? Bỏ nhà đi rồi. Con nhỏ được đó. Vậy cô lo lắng lắm phải không? Em đã có cách rồi. Anh Tư ơi, anh Tư, em về nha. Anh Tư ơi. Anh ơi, còn thiếu, chưa có đủ. Nhỏ ở trọng, biết đâu hắn nhận lệnh ám sát tương tây. Tôi cũng hứa với cô, từ đây về sau sẽ cứu người và không giết người nữa. Quân tử nhất ngôn. Và anh cũng học đòi thắc mắc nữa hả đầu đất?
Nghe em giải thích nè. Nếu như muốn thủ tiêu tư tay, thiên sói có không dưới 36 cách. Sợ gì hắn chưa ra tay là bị gì mắc mớ một điểm. Đó chính là công ty lửa thần. Anh đừng quên, thiên sói cũng là một doanh nhân, và hắn muốn chiếm tất cả những gì thuộc về bảy lửa một cách hợp pháp. Anh hiểu rồi. Em đoán rằng Liên Nhi lập nhà tư tay với mục đích làm gián điệp. Cô hiểu lầm rồi, tôi là chủ nhà này. Chủ nhà hả? Chủ trại nuôi dê thì có. Không có đâu em. Đứng yên. Ông mà bước tới, tôi la lên đó. Cứ nghe tôi nói cái đã. Đứng yên. Ông mà bước tới, tôi la lên đó. Trời. Em có sao không? Làm rồi, tôi là chủ nhà này. Chủ nhà hả? Chủ trại nuôi dê thì có. Không có đâu em. Đứng yên. Ông mà bước tới, tôi la lên đó. Cứ nghe tôi nói cái đã. Đứng yên. Con nhỏ Liên Nhi đang ở trong nhà của Tư Tây để làm gián điệp cho thiên sói. Mà Tư Tây là người như thế nào, một cô Liên không biết sao? Con nhỏ ở đó khác nào làm mồi cho gã dê sờ mập ú. Vui với ta vì tiền hay vì ta, có lẽ nào ta đã luôn sâu trong vùng này tội lỗi, có lẽ nào ta đã đánh mất nơi ta. Liên Nhi vẫn an toàn thôi gì? Còn phải đưa nó về. Nhưng mà không có nói nhiều. Con không làm được. Không làm được. Không làm được hay là con không muốn làm? Còn ép việc chấp nhận tình cảm của hai đứa phải không sao? Anh là bóng ma, còn tôi là thợ săn ma. Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi. Cứ chờ xem. Mày lo luôn gì đó cho tao. Đừng nhiều lời. Mày chọc giận tao,
biết hậu quả rồi đó. Đại ca Quỳnh, cái cửa xuống. Anh Bảo, anh Bảo. Anh nhìn nè, thấy đẹp không? Anh phải đi rồi. Gì vậy? Đi đâu mới được? Anh cũng chưa biết nữa. Tụi bay đang đâu? Đại ca kêu tụi bay về nhà. Nè lên cho mày. Dẫn theo càng nhiều càng tốt. Anh là bóng ma, còn tôi là thợ săn ma. Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi. Cứ chờ xem.